thật sự là một ngày hôm qua, ngày hôm kia tôi chưa từng quyết định lên tới đây. Khi mà tôi đứng tôi giái cậu à, nếu mà cậu thật sự muốn con giúp đỡ cậu lên tới mộ của cậu về kêu. Nhưng mà không kêu trong giấc mơ nha, đứng kêu thật thượng luôn. Thế chị là một người ái mộ cướp thì xỉu tôi Vũ Linh. Đúng, em, trời ơi, hồi xưa em nói với chị á, à, Vũ Linh mà về em không có tiền đi vô vé cái thời đó mà chị nghĩ đi, em leo lên cái đạp cây cộng này nè, em ngồi bây giờ là chị xuất rồi là mọi người ơi. Cái bây giờ chị ngồi đây chị bắt đầu tâm sự. Biểu hiện ngày hôm nay thì tất cả anh em cũng đã nhìn thấy và thôi em cũng xin cảm ơn chị rất là nhiều với tấm lòng. Thì tôi chỉ nói thôi, tôi cũng chỉ là một người dân, tại vì tôi nói nếu mà tôi không đi, tôi trải lòng tí xíu nha, xin trải lòng tí xíu, nếu mà tôi không đi là tôi chỉ thương cho cậu Năm. Nếu mà tôi không đến đây thì đâu có ai biết cậu Năm là chưa được giảng sanh hay không. Như tất cả quý vị ở đây có ai biết cậu Năm được giảng sanh hay không? Quý vị ở đây có biết cậu Năm được vui hay không? Hay là quý vị ở đây có biết lòng của cậu Năm nó đau tới cỡ nào hay không? Đau lắm chứ. Đó quý vị chỉ biết là thương yêu cậu Năm là ai cũng thương yêu cậu Năm. Có những người lên quậy với chị là cậu Năm khóc kiếm luôn. Tôi thiệt á, những người chị và gia đình nhiều sức khỏe. Có những người lên quậy với chị hoài là cậu Năm khóc hoài. Cái người mà chị tên Thảo đúng không? Đúng không anh? Cứ lên quậy hoài sao tôi yên nghỉ được. Thảo hôm bữa tôi có nhắn tin cho chị Thảo đó một lần là xin cái số điện thoại cục lo là cái đêm mà tôi thấy cậu về kêu á là tôi muốn xin Ngọc Hồng Loan trước. Có nghĩa là muốn gặp Hồng Loan để xin Hồng Loan trước, nói cho Hồng Loan biết là Hồng Loan có tin hay không là tôi mới dám lên. Khi mà tôi có xin một người nhắn tin cho một người tên 9S Bình Dương gì đó, gì 15S Bình Dương gì đó, tôi cũng có hỏi là có gặp ơi cái gì vậy Ngọc, tôi không ở đây, tôi không biết tên anh nào, nói chung là tất cả tôi không biết tên anh nào, nhưng mà tôi có nhắn tin lên cái anh mà 9S Bình Dương gì đó, thì tôi có hỏi là có chị Hồng, có Hồng Loan lên trên đó không, cho xin gặp có chuyện. Thì cái người đó mới trả lời là hôm nay chị Hồng Loan không có lên, là ngay từ đầu là tôi không có quyết định lên đây để quậy cậu Năm. Tôi cũng yêu thương cậu Năm mà cũng không có quậy cậu Năm, mà tôi chỉ muốn giúp đỡ cậu Năm. Ngay từ đầu là tôi đã muốn xin Hồng Loan trước mà không liên lạc. Thì cái tấm lòng của chị rất là quý, chị thương cậu Năm, chị muốn giúp đỡ cậu Năm tất cả các thứ. Dạ, thì anh em ở đây cũng đã ghi nhận cái điều đó. Dạ, tấm lòng của chị rất là quý, dạ, em cũng mong là cậu Năm sẽ phù hộ cho chị. Dạ. Nhưng mà chị thấy sao mà nãy chị tự nhiên chị xỉu rồi, chị không, nói cậu Năm bông nhập gì vậy? Về đi, đừng nói gì nữa hết trơn á. Cậu Năm kêu nay ngày hôm hôm là ngày qua là tôi có nói là nếu mà cậu Năm thật sự muốn tôi lên thì cậu Năm về kêu tôi kêu về kêu tôi giúp đỡ, thì cậu Năm mới nói là nhờ cái xác này lên, chỉ có nhờ cái xác này lên là cậu Năm mới vô được. Khán giả đây đại phò rất là đông luôn rồi. Hiếu kỳ là thật sự là Loan tin hay không tin thì thôi. Thì giờ quý vị ở đây nếu mà tôi xin nói một điều đính thật luôn, nếu mà ai ở đây yêu thương cậu Năm mà Hồng Loan có nghe được cái bài này, nếu yêu thương cha mình, yêu thương ba của mình, đặt mình vô ba của mình thì hãy cho ba mình một cơ hội để vô nhà đi. Nếu mà tin một lần, biết đâu một ngày nào đó mình sẽ cứu được ba của mình. Còn nếu mà tin đi nữa, người ta có gì đi nữa không, người ta không làm được gì thì mình cũng chẳng mắc mắc một cái gì. Nên tin một lần đi để cho ba mình có cơ hội được về nhà. Bây giờ coi chị nói vậy thôi, nói nhắn nhủ với Hồng Loan vậy thôi. Em xin với chị đâu. Thôi thì em nói vậy với vậy, tin thì tùy thôi. Bây giờ chị bắt đầu ra về của tôi đến chị ơi. À, chị đỡ chị với chị xỉu đó mọi người ơi. Không đỡ chị với chị xỉu á. Rồi. Một ngày rất là đông khán giả luôn rồi cô chú anh chị ơi. Khán giả luôn mọi người ơi. Đỡ chừng ngày hôm nay rồi. Thật sự mà nói là vòng nhập rồi. Đỡ chị với mấy anh. Chị xỉu đó. Anh em để cậu đi bình thường. Bây giờ chị mới ra phát ra, chị hơi yếu quá, cậu phát ra hơi. Chị có thể chị hơi yếu đó mọi người. Cậu Năm mượn xác chị nè. Mấy anh bây giờ tôi nói thiệt anh, nếu mà mấy anh yêu thương thì tôi chỉ mong là giúp cho cậu Năm được về nhà thôi. Dạ thì em cũng chia sẻ cái tôi đặt cái lòng của tôi giờ cho, chứ tôi không muốn gạt ai, tôi chưa có ăn ai một ngàn nào, đặt cho ai một ngàn nào á. Tùy tùy mấy anh tin, mấy anh không tin. Anh em nhé, chờ xe qua nè. Rồi thôi giờ chị về chị ơi. Thì có thể chị rất là yếu, khi mà cậu Năm xong rồi chị cũng mong về nhà đi về đi. Có gì? Chị về rồi,
không có trồng rồi, cỏ biến nữa là kêu hơn Trần vô rồi. Biến biến là trong gì có biến vậy? Không có biến. Hồi nãy nghe nói là khi mà mình đi ra trong đây biến căng lắm. Biến căng lắm. Ủa, hôm nay khán giả. Khán giả tới rất là đông luôn. Mọi người ơi. Biến sao cũng căng luôn. Biến sâu quá trời đông người luôn. Rồi bây giờ là hai bên là hả nghẹt người luôn rồi. Wow. Này hứng trầm phải không? Dạ đúng rồi cô. Trời ơi. Trời ơi con. Sao cánh gà nha cô chú anh chị. À có nghĩa là mấy chị này mời mời khán giả ăn cơm. Không phải là gì biến gì. Trời đông quá, người đông luôn. Giờ không biết quay cái gì cô chú anh chị ơi. Hôm nay quá là đông luôn. Quá trời luôn. Này cũng nghe nói báo chí đồ lên rất là đông nha, YouTuber, TikToker đồ đưa tin là ngày mai là lễ 100 ngày của cậu đó mọi người. Thì mọi người ở gần ở xa gì á thì mọi người yêu quý cậu thì mọi người mai mọi người lên tham dự 100 ngày của cậu nha mọi người. Quá đông luôn. Mình làm gì vậy? Kìa, trong đây phát cơm luôn hả? Đây, ở đây bắt đầu phát cơm. Em hơn Trần chưa có chị ơi. YouTube. Cơm gà hả ta? Thôi em ăn cơm thịt đi. Cơm thịt kìa. Đó đổi. Có thịt đó. Thịt này thịt gì vậy? Rồi. Ớt. Quá đông cảm ơn cô chú đã tặng cho mọi người một phần cơm trưa. Cơm ơi, cơm đây. Hết cơm bà nữa rồi. Còn hộp cơm không ai? Hộp cơm kìa. Kìa con hộp cơm kìa. Rồi hôm nay ở đây có phát cơm nữa, vui quá cô chú anh chị ơi. Cảm ơn tất cả mọi người đã phát cơm cho tất cả mọi người hiến mộ ở đây. Dạ của chị Ngọc Huệ với sức võ nha cô chú anh chị ơi. Đây chị Ngọc Huệ nè. Cái sự rất là hoảng hốt. Đúng rồi, chị nói anh nghe nè. Cảm ơn chị Ngọc Huệ. Với chị võ mày cơm mày đang cầm á. Cảm ơn chị Huệ. Anh quốc võ Mỹ. Anh quốc võ nè, đây nè em quốc võ nè. Dạ. Đó. Cảm ơn anh quốc võ với chị Huệ Mỹ nha cô chú anh chị. Rồi, cơm ngon lắm mọi người. Cơm ngon vậy. Em cũng xuống dưới đây, xuống đó cũng lấy một phần thôi. Để cảm ơn anh đạo diễn quốc võ ở Mỹ nha. Quá đông. Ô, đang khán giả rất đông. Anh đạo diễn quốc võ ở Mỹ cô chú anh chị ơi, hôm nay đem một cái lẵng quà trái cây rất là đẹp luôn. Và những cái phần cơm này nè cô chú anh chị. Cảm ơn anh trai nhiều lắm nha anh trai. Còn bây giờ thì khán giả đông quá em đi qua ra ăn cơm ha. Đi ăn cơm đi. Dạ. Để đó ở quay ngoài mà không cơm. Dạ. Ăn cơm đi ngon lắm đó. Dạ rồi. 40 phần đó. 40 phần hả chị? Chứ sao hồi nãy giờ chị để phần cho em đó. Là đủ thứ đồ ăn hết luôn. Trời ơi, quốc võ qua vậy. Em không có biết ai dùng cái gì. Biết, em biết. Cái này em biết rồi. Anh không có cúng mạnh. Hai đem lên. Lưng đó. Dạ, đem lên em cúng 10 phần trào thôi đó, phần đó, phần em biết nhờ chứ em có cúng. Dạ, dạ. Còn cảm ơn tấm lòng của anh quốc võ, đạo diễn quốc võ ở Mỹ rất là nhiều cô chú anh chị ơi. Lo lắng tất cả người hâm mộ và anh em ở đây. Wow, tuyệt vời. Nói chung là thật sự tuyệt vời. Thôi ăn cơm mọi người ơi, mời mọi người nha. Quá rồi, hôm nay khán giả đông quá là vô chen không nổi mà vỡ trận rồi cô chú anh chị ơi.